Hi, mến chào các bạn, đây là nông cơ Trí Linh. Địa chỉ là phường Suối Tre, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Số điện thoại 0909 259043. Thì hôm nay mới vừa về một chiếc xe máy cày Kubota B1006 hàng bãi nội địa Nhật. Xe này rất là đẹp. Chiếc này chạy được bao nhiêu giờ rồi Linh ơi? Đến thêm gì ạ? Và giá bán là khoảng bao nhiêu tiền? Ồ, con này chạy ít giờ lắm. Có 163 giờ thôi. Đúng rồi. Giá bán là bao nhiêu? Con này nếu mà có sới luôn là 58 triệu đó. Có sới 58 triệu. Có sới luôn nha các bạn nha. Có nguyên bộ sới luôn là giá 58 triệu. Nha các bạn. Xe rất là đẹp. Chà. Có láp để chuẩn bị sới ha. Có sới luôn 58 triệu, xe rất đẹp. Thì các bạn nhìn thấy nước sơn là rin từ A đến Z ha. Nước sơn rin A đến Z ha, là rất là đẹp ha. Kèm theo đó là nước sơn lốc xanh lè lè rin luôn. Rất là đẹp. Cái cặp mâm nè, nước sơn rin luôn, rất là đẹp luôn. Rồi mọi thứ là rất là đẹp ha. Rồi xô sới yên zin luôn ha, yên zin. Rồi bên cơ thì bô nước sơn zin luôn, rất là đẹp. Mọi thứ còn rất đẹp. Rồi bây giờ mình nổ máy thử rồi ha. Lên nổ máy thử lên. Có dầu chưa? Có chứ. Ô, dàn hơi quá em. Quá mạnh luôn. Tuyệt. Quá em, quá mạnh. Rồi, dàn hơi bao che các bạn nha. Ủa, nó tắt máy bằng cò hả? Không. Vậy hả? Wow. Không phải. Tầm 7. Nó cao tắt máy bằng này. Cò này là để đề. Tàu lao quá. anh kéo cái đó nó vẫn tắt mà. Đúng là tắt, nhưng mà điều cái nó ảnh hưởng xúc bắp. Ok. Rồi, chụp đèn, chụp đồ còn mới ha. Sơn trong ngoài đồ còn quá ok. 58 cũ hả? Dạ. Cả đuôi sới hả? Dạ. Rồi, xi nhan, xi nhúng đầy đủ bà con nha. Kèn còn không biết. Xi nhan còn đầy đủ ha. Rồi, anh em nào có nhu cầu thì cứ gọi điện thoại về cho nông cơ Trí Linh. Số điện thoại 0909 259043. Gặp anh Linh ha, có gì Zalo, Zalo gì thêm rồi anh em trao đổi với nhau ha. Rồi, về chạy thôi. Xe máy cày dùng cho gia đình. Nhỏ gọn đẹp. Zin Kubota hàng bãi nội địa Nhật. Rồi. Rất là tuyệt vời. Rồi, mến chào các bạn nha. Linh ơi, con máy cày này mới về hả? Dạ. Cái này hàng bãi zin 100%. Dạ, đây em làm hàng bãi mà, không có bao giờ em mua hàng dân đâu mà. Hàng dân xài đâu mua đâu. Ý là mình chưa có đụng chạm một con ốc nào đúng không? Ủa rồi yên nó đâu rồi? Yên nó về nó bị lắc, em đi bịch rồi. Đi bịch rồi hả? Con này chạy mới có 1740 giờ thôi.
Con này thì mình có bán có đuôi sới không? Con này không có sới anh. Nếu không có sới hả? Sới thì em gắn sới em tính thêm tiền, còn đầu không em tính riêng. Đầu không thì nhiêu? Đầu không con này bán cho anh em mình là 62 triệu thôi. À 62 triệu cái đầu không? Bao rẻ luôn á. Bao rẻ. Đúng mà buông ra ngoài thị trường không bao giờ. Cái này đúng rồi, bên đó nó không xài sới, nó chế ra, nó chụp cái này lại là để chuyên nó kéo không nè. Mà những xe kéo thì rất là ngon. Bên Nhật mà xe kéo thì rất là ngon. Máy của nó thì thầm lắm. Rin từ A đến Z. Cái này máy nổ được chưa? Để máy nó nổ đã lắm chứ. Phải không? Đã thì em mở coi cái dòng này bốn máy hả? Chưa có bình. Có bình không? Dây còn lòng thòng dưới đất. À. Lóc kê nó lại. Cũng có bình rồi em cho nổ rồi. Ta không có bình rồi sao? Lấy cái bình ra muốn nổ, lấy bình ra. À, nổ lên đi cho bà con nghe thử một tiếng. Thôi nếu mà bà con nào muốn mua chiếc này thì cứ cửa hàng nông cơ Chí Linh ha. Địa chỉ là phường Suối Tre, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, số điện thoại 0909259043 các bạn nha. Rồi, một chiếc Sibora, một trong những dòng là người ta rất là ưa chuộng, nhưng mà cái này thì nó chỉ có một cầu thôi. Một cầu thì mình dùng để kéo, mình dùng để kéo rất là ok. Còn anh em nào nói chung cày ruộng đồ, gắn giăng cày đồ, cày đất cày đồ thì cũng rất là ok ha. 1800 484 cc, 30 bs. Wow, máy êm dữ ta. Wow, máy quá vip. Ôi da, cái bô nước sơn rin nó đẹp quá ha, giống như mạ vậy chứ đâu phải sơn đâu. Cái này màu mạ nè. Chà, máy nổ hơi đã quá. Hơi mà con nào mà gõ vậy là quá ngon luôn. Quá ngon, quá ngon. Ôi dạ, con này ngon dữ quá. Động cơ quá ngon ha. Tua lần lúc luôn. Quá chất. Rồi rất là ngon bà con. Nước sơn rin từ A đến Z ha. Rồi. Rồi tắt lên đây. Giá bán là nhiêu quên rồi? 62 triệu. 62 triệu bà con. 62 triệu thôi. Ba mươi HB, bốn máy Sibora FDA, một trong những dòng xe rất là được ưa chuộng ha. Rồi, nếu anh em nào quan tâm đến chiếc xe này thì hãy gọi 0909 259 043 các bạn nhé. Gặp anh Linh, nông cơ Chí Linh, chủ của nông cơ Chí Linh, anh này tên Chí Linh luôn á. Rồi, mến chào các bạn. Được mùa rớt giá con ơi, năm
nào có giá, ôi thôi mất mùa. Làm nông khổ lắm con ơi, cây trồng xuống đất đâu ngồi đó ăn. Sau rầy chăm sóc bỏ phân, xăng dầu tươi tắm nhân công cài bừa. Nhà mình có đủ hôm nay, nhưng lòng lo lắng mùa sau có còn. Làm nông khổ lắm con ơi, cây gần có trái như ngồi lửa than. Đến mùa ai nấy rộn ràng, nghe chừng rớt giá miên man nỗi buồn. Con ơi chớ có đua đòi, ráng mà ăn học hoặc đời làm nông. Con ơi cố gắng thành công, mùa này cha mẹ lại không có tiền. Được mùa có giá mới vui, được mùa rớt giá khổ đời người ơi. Nói mà đúng nghe nghề nông, được mùa có giá xài không hết tiền. Nhưng mà đẹp khúc triền miên, được mùa rớt giá mất mùa giá lên. Được mùa rớt giá con ơi, năm nào có giá, ôi thôi mất mùa. Làm nông khổ lắm con ơi, cây trồng xuống đất đâu ngồi đó ăn. Sau rầy chăm sóc bỏ phân, xăng dầu tươi tắm nhân công cài bừa. Nhà mình có đủ hôm nay, nhưng lòng lo lắng mùa sau có còn. Làm nông khổ lắm con ơi, cây gần có trái như ngồi lửa than. Mùa ai nấy rộn ràng, nghe chừng rớt giá miên man nỗi buồn. Tham quan cho không bên trái, bên này trái bằng khe. Con ơi chớ có đua đòi, ráng mà ăn học hoặc đời làm nông. Vô là chắc hái được rồi đó. Con ơi cố gắng thành không, mùa này cha mẹ lại không có tiền. Được mùa có giá mới vui, được mùa rớt giá khổ đời người ơi. Nói mà đúng nghe nghề nông, được mùa có giá xài không hết tiền. Nhưng mà đẹp khúc triền miên, được mùa rớt giá mất mùa giá lên. Nhưng mà đẹp khúc triền miên, được
được mùa rớt giá, mất mùa giá lần. Nhưng mà đêm khung hoa wow, này nó tươi rói rói à, quá trời dưa.